Xin chào các cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với bài kiểm của em Nhi ha. Ở Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre để em Nhi thanh lý xả cho cô chú anh chị mình cái lô ha, nhị ngọc toàn nè. Siêu bông bình lợi ha. Đó, cho cô chú anh chị mình sưu tầm để giống ha cô chú anh chị ha. Hoặc mình cho Tết 2025 cũng ok ha. Mức giá cực kỳ rẻ luôn cô chú anh chị ha, chỉ từ 300-350 ngàn cây bao phí ha. Em mong cô chú anh chị xem được ủng hộ cho em Nhi nha. Không là mất thời gian nữa ha. Mình gặp luôn em Nhi nha. Và chào Nhi nha. Dạ, em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay trở lại kênh, em xin lô cô chú anh chị lô mai giống nha, cũng mong cô chú chị xem được cái nào ủng hộ em ạ. Rồi. Như cái clip hôm nay mã số 11H là một cây nhị ngọc toàn ha. Toàn nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Không số luôn em ha. Cái này thân dạ. Lắc rất là dễ thương cô chú anh chị. Dạ, hoành được 16. Rồi. Cao 43. Cái ngang được 59. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá 350 nha. Rồi, 350 mình bao ship luôn đúng không em? Dạ. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 12H, một cây dị ngọc toàn ạ. Rồi tàn quá xá luôn cô chú anh chị ha. Dạ. Tàn bự nha cô chú anh chị. Cây này cho Tết ok luôn ha. Rồi thông số luôn đi em. Dạ. Hoành thân này là mình được 13. Cái này có giữa nhưng mà anh lành hết rồi nha. Có bị lũa nè cô chú anh chị. Cao 48 ha. Mà sao ha. Cái này kéo dài 81. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 400.000 bao ship ạ. Dạ. Đợi cây ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 13H là một cây nhị ngọc toàn luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cái tàn quá xa đã luôn cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi. Hoành là mình được 15. Rồi. Cao là mình được 43. Cái ngang mình được 60. Rồi. Cái này em giao luôn cô chú anh chị gần xa mình giá 300.000 ạ. Rồi, đợi cây luôn ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 14H. Rồi. Một cây nhị ngọc toàn luôn. Nhị ngọc toàn cô chú anh chị ha. Này về sưu tầm lấy giống ok cô chú anh chị ha. Dạ. Hoành được 14. Rồi. Cao 37. Cái ngang được 54. Rồi. Cái này em giao luôn cô chú anh chị gần xa mình giá 300.000 ạ. Rồi, đợi cái. Rồi tiếp theo cây mã số 15H. 15H một cây nhị ngọc toàn nha. Rồi, cái này có tàn luôn ha. Có đế luôn nè. Rồi thông số luôn đi em. Dạ, hoành được 18. Cao 36, cái ngang được 47. Cái này em giao luôn cô chú anh chị gần xa mình giá 300.000 ạ. Rồi, đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 16H là cây nhị ngọc toàn nha. Rồi. Lấy được 3 bo ha. Cây lên tược rất là sum nè. Cô chú anh chị vô nhà vườn bấm ngọn thường á. Hoành 22. Rồi. Cao 41. Cái ngang được 34. Cái này em giao luôn cô chú anh chị gần xa mình giá 300.000. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 17H. Một cây siêu bông mình lợi. Cây tàn rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn đi em. Bông rất là đẹp nha cô chú anh chị. Hoành được 16. Bông to mà đẹp. Cao 41, tán ngang được 48. Cái này em giao luôn cô chú anh chị gần xa mình giá 350. Rồi, 350 bao ship ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 18H. Rồi. Cái siêu bông mình lợi luôn nha. Rồi, thông số luôn đi em. Có đế luôn. Hoành được 15, lấy dĩ hương nha. Cao 62, tán ngang được 65. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá 450 thôi ạ. Giả trơn rồi. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 19H. Một cây siêu bông mình lợi ạ. Rồi. Cái này giá được 2 bo cô chú anh chị ha. Cây tàn lên cũng khá nè. Vì chị khó bấm tàn cho nó nhảy chèo cô chú anh chị ha. Bấm đợt á. Quanh 15. Rồi. Cao 51. Cái ngang được 66. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá 300.000. Rồi. Bao ship luôn ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 20H. 20H một cây siêu bông mình lợi ạ. Rồi. Cái này cái tàn rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. À, thông số luôn em. Hoành được 15. Cao 58. Cái ngang được 61. Cái này em giao luôn cô chú anh chị gần xa mình giá 500.000 và cũng là cây cuối clip của em nha cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ủng hộ trong thời gian qua ạ. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được cái nóng hộm nha. Em xin chào và gặp lại. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi ha, cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Nhi trong những clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình xem được cái nào mình thấy giá cả hợp lý mình ủng hộ cho dùng của em Nhi nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.